tăng sốc cao là luôn luôn nó phải ánh đèn nó sáng, tức là kinh doanh được nó sẽ tạo ra được cho những cái này mà nó tức là những cái quán làm hay là spa hay các thứ mà nó đông khách ấy, thì chắc chắn lúc đấy nó có đông, hiểu không? Cái thứ hai nữa ấy, là để đúng tức là anh nói thật ký đó này, tức là khi mà công viên nó hoạt động nó đông như vậy á thì đương nhiên cái đây là cái trục cho tất cả mọi người đều được tận hưởng được xài, tại vì khi mình nhìn công viên nó phải đông đúc, đây là tổng đốc của đất xanh miền Tây này mọi người. Cái thứ ba ấy, là ở trên là có những cái khoảng không gian riêng dành cho những cái chất lượng của mình, ví dụ như hồ bơi ấy. Hồ bơi tại sao công trình hồ bơi mình không thể làm ở dưới được, tại vì nếu em làm hồ bơi ở dưới ấy, thì thứ nhất nó về mặt thời tiết thì có thể lúc nắng lúc mưa này kia mình bơi, nhiều khi bơi được buổi sáng sớm hoặc là buổi tối buổi chiều thôi, chứ còn chưa làm hồ bơi được chắc chắn. Cái thứ hai nữa là khi mình ở đây thì chắc chắn cây cối lá này kia nước rất nhiều khi nó không sạch lắm chắc chắn. Còn khi mà hồ bơi nằm ở trên tầng á, bản chất là mình tách độc lập ra, tức là hồ bơi nằm ở trên thì những cư dân của mình ấy, ở trong nhà trong tòa mình mới được bơi thôi, còn những người ngoài chưa bơi được, tại vì khi mình hồ bơi nói cho hồ bơi những cái người lung tung cho bơi mình không yên tâm, những cái con cá như mình không yên tâm đâu chắc chắn. Còn trên này mình vẫn thấy được cả rồi những cái tiện ích như là tập gym hay là yoga này kia mình được phép tham gia, vì trong cái bộ tập gym mà tụi anh cũng có trang bị những cái máy móc có sản phẩm để khách người dân có thể xài. Rồi trong đó trong này nó có một cái ở trong này là nó hai bên đều có một cái tầng một và tầng hai bên là đều có gọi là cái trường mà cái trường học, tức là khu nhà nhiều trẻ là tụi anh đang chuẩn bị hợp tác với một cái đối tác ở Cần Thơ, tức là tụi anh hầu lại cho bên đó hầu lại để khi người ta đưa người ta làm được cái trường học từ mầm non, ví dụ như con cái em học thành có một người đang được, tại vì người đây ở vừa trong chính cái ngôi nhà mà nó có một cái điểm lợi thế, tức là thay vì khi em khi ví dụ như khi em xin chào mình Thiên Vương em cho con em học ở bên Ninh Kiều, em cho con học ở chỗ khác hay các thứ này kia ha, thì như vậy về mặt bằng chất là nhiều khi em đi làm gì bốn người em phải chạy lông tông qua đó qua nó rất là mệt, mà nó vòng vòng thời gian bây giờ nó có nhiều đúng không, bây giờ cuộc sống bây giờ nó có nhiều thứ lắm, cho nên thay vì ở đây có thể em điện alo cho cô cũng được, ví dụ cô có thể có vui cho một tiếng hay nửa tiếng rồi mình chạy cái cơ quan đi làm về tới cái nhà cái là đó con mình chỉ cách là xong đúng không? Thì chắc chắn đúng, tức là khi mà cái trường mầm non á thì khi mà tụi anh có dự kiến xong, tức là khi bây giờ khi bắt đầu trong quá trình anh làm, anh đã đi đàm phán với chủ đầu tư với cái trường học rồi, thì khi mà anh xong anh bàn giao cho họ cái sân đất thì người ta vô sân đất thì nó phải tùy vào cái tuyển sinh của cái trường đó nữa, nên mình không biết được, tại vì lúc đấy là do cái trường đó, ví dụ như nó phải sân đất vào bằng này kia rồi nó phải vào cái mùa nhập học đó, ví dụ 2/9 này kia nó mới vô lớp, thì như vậy là hai bên là đều có hai mươi tuổi, là như vậy nó là tạo ra cái lợi thế. Còn liên quan đến cái tiền cách tấn công thì phải nói rằng nó có những cái độc lập, có những cái chung để làm sao nó cũng có cộng hưởng với nhau, ví dụ như hồ bơi thì các thứ là quên phải đọc hợp lý, còn ví dụ cái này là phải cho tất cả mọi người chơi cái rộng thì nó tạo ra mình sống sao trong nhà làm cái nhà lớn đấy thì chắc chắn là tới đây là em không qua đâu nữa, vì qua đó nó cũng y đây, bây giờ cái này là vì mặt bằng cái công viên là lớn lắm rồi, nó 2000 mét lớn em đó. Còn tại sao công viên ấy là tụi anh làm ấy là tụi anh nhìn thấy được cái nét bản sắc văn hóa của người quê mình này, ví dụ đây em nhìn thấy trong những cái cây bông lúa rồi, ví dụ đây là những cái nôm, những cái lờ và những con cá, con mình sau lên thành phố học thì nó đâu có nhỏ, bây giờ mình lên thành phố mình ở con mình đâu biết được những cái này đâu chắc chắn luôn, vì bản thân mình ai cũng mong cầu con mình nó sẽ được lên ở thành phố, mình cũng phải làm cố gắng phấn đấu sự nghiệp này thì các thứ để cho con mình được thành phố, mà khi ở thành phố rồi chắc chắn là mấy cái này nó ít khi được tiếp xúc. Cho nên khi mà anh làm công viên anh phải tạo ra một giống như đây là một cái hạt gạo này, em thấy không, cái gạo của gia đình nó có một cái lọn này là hạt gạo này, nó tạo ra cái điểm nhấn để con mình nó vô nó chơi những cái trò này, nó cũng nhìn được cái hồi xưa, hoặc là bản thân mình nhìn con mình chơi đây mình cảm thấy vui, ở hồi xưa mình thay vì mình đi gặt lúa mình dẫn con mình nó chơi ở dưới đây thì mình cảm thấy mình happy hơn những cái gì đó, đó là cái giá trị mà đúng công viên gạo mà công viên gạo rồi chắc chắn á, ví dụ như á là từ cái mặt đường này vô này, khi em thấy từ đây là mặt đường đi vô ha, thì tất cả công viên cây xanh như này là tụi anh phải làm hết trơn như vậy, tức là tụi anh làm cảnh quan hết cho toàn bộ đống cái cây xanh như thế này, tụi anh ngoài đó tụi anh có làm cho nó, thì chắc chắn những cái này là sau này là tụi anh sẽ làm cảnh quan đi ra vậy, cho nên là nhìn nó rất là sang trọng đẹp và anh dành hết tâm huyết cho cái này chắc chắn, thì nói gì nói chứ anh là chủ tịch mà anh làm nó không nét gì, dạ, dạ. Mọi người đang nghe tổng giám đốc đất xanh miền Tây ạ. Dạ. Em cảm ơn chị ha. Dành cho mấy bạn trẻ khách hàng. Dạ. Dạ. Hay là làm khách hàng. Dạ.